Giá keo tràm xuống thấp, không chỉ người trồng rừng gặp khó khăn mà kéo theo lực lượng lao động nông thôn ăn theo nghề trồng keo tràm cũng bị thất nghiệp, mất việc làm. Phản ánh của phóng viên thời sự qua phóng sự sau. Đây là phương tiện giúp gia đình ông Đỗ Đình, xã Hưng Bình, thoát nghèo, vươn lên khá giả thông qua việc vận chuyển hàng hóa keo tràm. Trước đây, mỗi ngày ông Đình vận chuyển được từ 2 đến 3 chuyến với giá cước hơn 1 triệu đồng, mang lại thu nhập ổn định. Thì nay, chiếc xe này mỗi tháng chỉ chở được từ 1 đến 2 chuyến hàng. Keo tràm rớt giá nên nhiều chủ rừng không khai thác, công việc của ông cũng bị đình trệ theo. Cha tôi đi khám hơn 1 tháng rồi mà chạy được 2 chuyến. Đó, thì còn thành là 5 tháng nữa thì chắc có lẽ khó khăn cho người lao động và tài xế và nhà xe. Gia đình nào mà có tiền vay mượn được, xoay sở được cái ăn uống lắm đó thì tính toán với gia đình, mà không có thì chắc chắn phải đổ nợ thì đó thì, để qua ngày đoàn tháng thôi, chứ mà nói cũng đổi thì chắc chắn là nếu mà kéo dài với tình hình như thế này thì chắc thì người dân cũng quê. Còn với gia đình chị Phan Thị Hồng Thắm, dù công việc bốc vác keo tràm nặng nhọc nhưng đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Từ khi loại cây trồng này rớt giá, không khai thác được, hai vợ chồng anh chị cũng thất nghiệp theo. Cắt cỏ thuê, đốn củi khô để bán là công việc tạm thời để anh chị kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Keo tràm thì trước đây làm hai vợ chồng thì ngày 400-500 ngàn, mà chứ thì nói chung nhiều khi làm hai vợ chồng cũng họ kêu đi làm thuê là mượn rồi ngày 400-500 giống kiểu lâu là làm được 2-3 ngày chứ rồi nghỉ, nhiều khi cả tháng họ cũng kêu mình cũng có việc làm. Rồi đó vì lâu đi chặt củi đó thì kiếm ngay được 100-150 ngàn rồi bơ thu nhập bơ chống kiểu hẳn mãi sản đó mình cũng đủ tiền để tiêu để trang trải trong nhà rồi. Trên địa bàn tỉnh có đến hàng ngàn hộ trồng rừng và lao động phụ thuộc vào rừng như trồng, chăm sóc, khai thác, bốc vác, bóc vỏ hay vận chuyển gỗ rừng trồng. Là loại cây trồng chủ lực tại các xã miền núi tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, nên khi tạm dừng khai thác thì hàng ngàn người lao động cũng ảnh hưởng theo. Nhiều lao động phải vào Nam để mưu sinh. Với người dân, chưa bao giờ họ phải lâm vào cảnh khó khăn như thế này. Cái khoảng trong vòng nửa năm ấy là bắt đầu là không phải riêng chắc cho mình mà cả người dân ở mấy xã miền núi luôn. Bắt đầu thất nghiệp, không có việc làm là ở nhà, tới lúc chứ có người thì đi Nam đi Bắc, có người thì vẫn ở nhà nữa mà. Cũng ở nhà cũng có việc làm, ở nhà không nữa, chịu lắm, không có một đồng tiền thu nhập lắm. Sau khi cái giá cả thu mua của các cái nhà máy không còn hoạt động như trước đấy nữa, thì bà con ở đây một số người làm rừng á, là dạng thất nghiệp, hiện đang thất nghiệp và kiếm một công việc khác. Cái thực trạng đó thì địa phương cũng nhìn thấy được. Về cái hướng để giải quyết cái vấn đề này thì địa phương cũng tập trung á, là đầu tư cả cái vấn đề là như là dịch vụ du lịch ở tại cái điểm nông hồ và cả cái phát triển cả cái vườn cây ăn quả và tạo cả cái homestay, cả cái du lịch vườn á, để mang tính chất lâu dài ổn định cho bà con nhân địa phương. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, trong khi đó vật giá leo thang khiến cuộc sống của người lao động đã khó càng thêm khó. Người dân chỉ biết trông chờ giá keo tăng trở lại để có việc làm và thu nhập ổn định hơn. Chính vì vậy, các cơ quan, ban ngành địa phương cần có sự hỗ trợ, tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp hay giúp người lao động vay vốn giải quyết việc làm, góp phần ổn định đời sống các trường hợp phụ thuộc vào nghề keo tràm là một trong những giải pháp trước mắt cho người dân trong giai đoạn hiện nay.